Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại cùng với chuyên mục Nhà đẹp Kaito, nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đang được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Minh Thưởng đang có mặt tại thôn Đông Tảo Nam, ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà vườn một tầng mái Nhật mà chúng tôi đang trực tiếp thi công thiết kế dành cho anh Tú tại Hưng Yên. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng vào bên trong để chúc mừng tân gia và cùng tham quan một vòng với Minh Thưởng nhé. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, hiện tại đây thì Minh Thưởng đã có mặt tại nhà anh Tú tại Hưng Yên để giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà một tầng mái Nhật. Và chúng ta sẽ cùng chào đón gia chủ ngày hôm nay, anh Tú ạ. Dạ vâng, em chào anh. Dạ vâng, thưa anh Tú, thì nhân dịp là ngày hôm nay là bàn giao nhà mới thì em Minh Thưởng, đại diện nhà đẹp Kaito có món quà tới xin chúc mừng. Và bên cạnh đó cũng là thay một lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng này cũng như là sự lựa chọn của anh Tú dành tặng tới nhà đẹp Kaito chúng em khi mà anh làm nhà. Dạ vâng. Và bên cạnh đó thì nhân dịp ngày hôm nay thì em cũng có một vài câu hỏi phỏng vấn anh một chút. Đầu tiên thì là anh Tú, sau khi mình nhận bàn giao ngôi nhà này thì anh cảm nhận về thiết kế ngôi nhà mà bên em mang lại cho anh như thế nào ạ? Thiết kế thì hợp lý, sử dụng không gian cũng vừa đủ. Dạ vâng, rất là hợp lý đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì anh thấy rằng là trong quá trình khi mà mình tìm hiểu về thiết kế này, rồi là mình chờ đợi, mình thi công trong quá trình mà mình cũng cần phải sửa những tính năng trong nhà, thì anh cảm nhận về thái độ cũng như là sự nhiệt tình của đội ngũ tư vấn và thiết kế bên Kaito chúng em thế nào ạ? Trong thời gian thi công tìm hiểu để chọn mẫu nhà thì em cũng tìm hiểu qua nhiều công ty khác. Dạ vâng. Nhưng mà sau các cái quá trình mình tìm hiểu ấy, dạ vâng, thì em cũng chọn bên công ty mình. Dạ vâng. Trong quá trình chỉnh sửa thì đội ngũ của công ty cũng tư vấn nhiệt tình. Dạ vâng, vâng. Thật ra thì đối với bất kỳ một công trình mà bên em có được sự tin tưởng đến từ anh chị, thì bên em cũng đều mong muốn mang lại sự hài lòng nhất có thể. Từ khâu sửa chữa này, rồi là khâu để cải thiện thêm những mong muốn khi mà trong quá trình mà anh thi công các thứ chẳng hạn. Đó. Và qua đó để hoàn thiện một ngôi nhà mà gọi là vừa ý và đẹp nhất dành cho tất cả anh chị tại hộ gia đình Việt Nam. Và bên cạnh đó thì em thấy rằng là hầu như khi mà em xuống với thôn Đông Tảo Nam mình ấy, thì nhìn từ xa thôi đã nhận ra được một ngôi nhà nó hoàn toàn khác biệt đối với các ngôi nhà xung quanh đúng không ạ? Thì không biết rằng là các hộ gia đình tại thôn Đông Tảo Nam của mình thì khi mà nhìn thấy một ngôi nhà rất là đẹp như này thì cảm nhận thế nào ạ? Nói chung là về mẫu nhà thì là ở quanh đây thì là mọi người cũng đến cũng tìm hiểu, cũng có một số người dự định cũng muốn làm theo mẫu. Dạ vâng. Dạ, thì bên cạnh đó thì em cũng xin được cảm ơn anh Tú rất nhiều vì những sự chia sẻ đến từ anh Tú. Và cũng hy vọng rằng là Tết gần tới rồi và mình đã có một không gian vô cùng tuyệt vời để đón một Tết mới năm 2022 đúng không ạ? Và kính chúc cho anh cũng như là các thành viên ở trong gia đình sẽ có một năm mới thật nhiều hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và bây giờ đây thì em cũng xin phép anh Tú đó là đưa toàn thể quý vị khán giả đang đón xem chương trình ngày hôm nay sẽ đi tham quan qua một vòng để quý vị hiểu rõ hơn về mẫu nhà một tầng mái Nhật và qua đó thì giúp quý vị có thêm ý tưởng để xây dựng nên ngôi nhà mơ ước đúng không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng. Em mời. Dạ vâng. Dạ vâng, và kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị cùng theo chân Minh Thưởng vào bên trong để tham quan và tìm hiểu rõ về mẫu nhà thiết kế một tầng mái Nhật mà chúng tôi đang mang tới dành cho anh Tú nhé. Xin mời. Và hiện tại đây thì Minh Thưởng đang có mặt tại sân của ngôi nhà anh Tú. Thì kính thưa quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta tìm hiểu về ngôi nhà thì như thường lệ thì nhà đẹp Kaito chúng tôi đã về trực tiếp tại nhà của anh để qua đó tìm hiểu về mong muốn, nhu cầu cũng như là sở thích của các thành viên ở trong gia đình. Bên cạnh đó là đo đạc về diện tích này và bay flycam để xem về địa hình cũng như là xung quanh của ngôi nhà làm sao để mang lại một không gian nhà vườn, một tầng mái Nhật hợp lý nhất. Và bên cạnh đó thì anh Tú cũng mong muốn là có một kết cấu và có một công trình thiết kế theo mang phong cách hiện đại. Thì quý vị thấy rằng là ở đây tổng thể ngôi nhà hiện lên với một khuôn viên rất là chắc chắn và bề thế. Đặc biệt rằng là màu sắc ở đây thì chúng tôi sử dụng màu trung tính nha quý vị. Khi mà chúng tôi kết hợp với màu xanh của ngói primer này
và được thiết kế theo phong cách mái Nhật. Và tông chủ đạo của ngôi nhà thì chúng tôi sử dụng là màu trắng. Thì với màu trắng như này thì sẽ mang lại với một sự tinh khôi, một sự tươi mới và rất là đậm nét về phong cách châu Âu, đúng không ạ? Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là hệ chân tường này thì chúng tôi sử dụng gạch thẻ này màu đen để làm nổi bật hơn về tường của ngôi nhà. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị chúng ta cũng mong muốn có một ngôi nhà mà mức chi phí vừa phải thì quý vị cũng có thể là tham khảo về hệ thống mái Nhật, bởi vì khi mà ngoài việc là đẹp này, bên cạnh đó là thoát nước tốt, thì với mức chi phí của mái Nhật chúng ta thiết kế thì cũng giảm được tầm từ 10 đến 15% so với mái Thái. Rồi, và tiếp theo thì quý vị thấy rằng là với hệ thống tường ở đây thì chúng tôi sử dụng những cái đường chỉ ngang như này đấy, để tạo những cái ô vuông vắn ở phía tường, tạo điểm nhấn và đẹp hơn rất nhiều. Xung quanh thì chúng tôi sử dụng những đèn trang trí rồi là đèn chùm để khi giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên lung linh hơn và đẹp hơn vào ban đêm. Và chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn một chút nhé. Và kính thưa quý vị, đây chính là khu vực hành lang. Đó, đây gọi là sảnh chính của ngôi nhà. Thì đối với ngôi nhà của anh Tú thì chúng tôi có thiết kế hai sảnh, một sảnh chính và một sảnh phụ để đi trực tiếp vào khu vực bếp. Thì đối với khu vực sảnh chính này thì chúng tôi thiết kế với hệ bậc ngũ cấp. Đó, thì thông thường đối với những công trình mà nhà đẹp Kaito chúng tôi thiết kế thì chúng tôi cũng đều mong muốn là sẽ giúp cho công trình cao ráo này đó và khang trang hơn, bề thế hơn. Thì chúng tôi cũng đều tư vấn các hộ gia đình Việt Nam đó là chúng ta thiết kế với hệ ngũ cấp nha quý vị. Và hệ đá đây thì chúng tôi sử dụng xen kẽ là đá rừng đen cộng với màu vàng của đá hoàng gia, đó tạo điểm nhấn và đẹp hơn rất nhiều, cách điệu đúng không ạ? Tiếp tục là quý vị thấy rằng là đối với tất cả công trình mà nhà đẹp Kaito chúng tôi thiết kế thì hệ cột của công trình thì chúng tôi làm rất to, rất chắc chắn như này. Đó, khiến cho ngôi nhà của chúng ta trở nên vững chãi hơn rất nhiều. Và hệ chân cột thì chúng tôi cũng sử dụng đá rừng đen nha quý vị. Đó, ốp vào, rất đẹp, rất to, rất chắc chắn đúng không ạ? Rồi, tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với không gian bên khu vực sảnh phụ nha. Rồi, quý vị thấy rằng là đối với khu vực sảnh phụ này thì chúng tôi cũng thiết kế với hệ đá rừng đen. Đó, tạo điểm nhấn và cách tân hơn rất nhiều. Đó, rất đẹp, rất bền đúng không ạ? Và khi mà công trình chúng ta có hai sảnh đi vào nhà như này thì tạo cái sự rộng rãi, thoải mái. Đặc biệt là khi mà nhà có khách thì các thành viên còn lại của chúng ta có thể là di chuyển qua khu vực sảnh phụ này để đi vào trong nhà, tránh tình trạng là chúng ta làm mất tự nhiên trong quá trình mà anh Tú tiếp khách hàng chẳng hạn. Đó, rồi. Thì đối với một không gian nhà vườn thì quý vị thấy là ngoài việc là không gian xung quanh thì chúng tôi cũng thiết kế thêm rất nhiều những hệ bồn hoa chạy dọc và nằm ở hai bên công trình. Đó, bởi vì anh Tú thì mong muốn rằng là có một nhà vườn để sáng sớm thì anh thức dậy, anh uống cà phê và ngắm nhìn những loài hoa, rồi là cây cảnh của anh. Thì chúng tôi thiết kế rất nhiều hệ bồn hoa ở đây. Và chúng tôi cũng sử dụng gạch thẻ nha quý vị, để khi mà mưa xuống thì có hắt lên thì cũng không bị bẩn và chúng ta lau chùi rất là dễ dàng. Và hầu hết từ hệ thống cửa phụ này rồi là cửa sổ đây thì chúng tôi cũng đều sử dụng đó chất liệu là nhôm kính. Và nhôm đây là nhôm sinh pha nha quý vị, một chất liệu rất bền, rất hiện đại và cách tân. Đó, rồi tiếp tục xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với khu vực sảnh chính để chúng ta tìm hiểu rõ hơn nhé. Thưa quý vị, thì từ khu vực mà sảnh chúng ta bước vào phòng khách thì ở ngay chính giữa thì chúng ta có một hệ thống lát. Đây là một hệ thống gạch thảm rất đẹp, rất tinh xảo đúng không ạ? Nó giúp cho không gian từ phòng khách chúng ta nhìn ra thì cũng rất đẹp, mà từ bên ngoài chúng ta bước vào thì đã có một ấn tượng rất độc đáo, rất tinh xảo với ngôi nhà. Đó. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sử dụng những cái hệ đường ven đen để làm nổi bật hơn với tấm thảm ở ngay chính giữa phòng khách này. Rồi xin mời quý vị sẽ đến với không gian bên trong. Thì mặt tiền của công trình của chúng ta là tầm 16 mét nha quý vị, rất là rộng như này.
Và bên cạnh đó thì quý vị thấy rằng là hệ thống cửa chính ở đây thì chúng tôi cũng làm nổi bật hơn và khác biệt với hệ cửa phụ và hệ cửa sổ nhá. Thì quý vị thấy rằng là ở đây chúng tôi sử dụng thép và giả vân gỗ. Đó, trông nó rất độc đáo, rất tinh xảo đúng không ạ? Ngoài việc bền, đẹp thì nếu như thật sự là Minh Thưởng mà không có gõ vào cửa như này đó, thì thật sự không thể biết rằng đây là cửa thép giả vân gỗ nha quý vị. Nhìn rất giống. Và đặc biệt hơn thì khi mà chúng ta sử dụng kết hợp cùng với kính cường lực như này, thì khi mà gia đình có mở cửa ra này hoặc là khép cửa lại thì chúng ta cũng đều có thể lấy được đầy đủ ánh sáng rất là đẹp đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì ở hai bên cũng như đằng trên thì chúng tôi cũng thiết kế thêm hệ kính cường lực đó, để tạo nét độc đáo cũng như là góp phần lấy ánh sáng dành cho không gian phòng khách bên trong ngôi nhà. Và kính thưa quý vị thân mến, thì đâu đó tổng diện tích của ngôi nhà rơi vào tầm 140 m². Wow, một con số khá là lớn đúng không ạ? Và với diện tích tầm 140 m² này thì anh Tú mong muốn chúng tôi thiết kế bao gồm một phòng khách này, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, một phòng bếp và 2 phòng vệ sinh. Đó, để cho tất cả các thành viên trong gia đình cũng như là những vị khách của anh Tú tới nhà sử dụng. Thì chúng ta sẽ nói qua về phòng khách trước nha. Thì với diện tích công năng của phòng khách thì được chúng tôi thiết kế là 27 m². Đó, rất là rộng đúng không ạ? Và ở đây thì chúng tôi thiết kế liền khối với hệ thống khu vực phòng thờ nha. Khi mà chúng ta thiết kế liền khối như này thì bước vào không gian này thì điều đầu tiên mà Minh Tưởng cảm nhận đó chính là sự rộng rãi này, thoáng, mát. Và đặc biệt đối với một không gian nhà vườn như này thì không còn điều gì để chê hơn. Và quý vị thấy rằng là hệ thống nền ở đây thì chúng tôi sử dụng là lát gạch vân đá nhá quý vị, với khổ lớn là 80 x 80. Đó, kết hợp cùng với tông chủ đạo màu trắng của ngôi nhà. Đấy, thì nó khiến cho ngôi nhà của chúng ta trở nên rực rỡ hơn, đẹp hơn và sáng hơn rất nhiều. Và kể cả khi mà quý vị chúng ta sử dụng đèn hay là sử dụng ánh sáng bên ngoài cũng đều rất đẹp. Đó. Và quý vị thấy rằng là đối với một công trình mà cửa kính này thì chúng tôi cũng có thiết kế và tư vấn cho anh là sử dụng rèm bên trong, để trong quá trình khi mà gia đình sử dụng mà chúng ta có cần sự riêng tư thì cũng có thể là kéo rèm lại. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Rồi, và quý vị thấy rằng là ở đây nhá, mình thực sẽ nhìn qua một chút, nhìn hơi, ok, đây. Rồi, quý vị thấy rằng là đối với hệ thống chân tường bên trong nhà thì chúng tôi cũng sử dụng và ốp âm tường nha quý vị. Đấy, những cái hệ thống gạch đây này, chúng tôi ốp âm tường để trong quá trình khi mà chị nhà của anh Tú ấy có dọn dẹp vệ sinh thì cũng rất là dễ dàng hơn, tránh tình trạng là bụi bẩn này thì nó bám ở phía trên bên ngoài khi mà chúng ta lát thông thường đúng không ạ? Đấy, rất là tinh xảo và đẹp. Rồi, với khu vực của phòng khách thì chúng tôi có thiết kế một hệ bàn ghế rất là rộng, rất là đẹp như này. Và đối diện với hệ bàn ghế này thì chính là một tủ kệ TV. Thì tại sao lại thiết kế như này? Bởi vì thưa quý vị thân mến, bởi vì là không gian mà chúng ta thiết kế đây là liền kề và thông với khu phòng thờ, cho nên là chúng ta cần phải thiết kế làm sao đối diện bàn uống nước và tủ kệ TV với nhau. Đó, để thứ nhất là trong quá trình gia đình sử dụng nó thuận tiện hơn này, dễ dàng hơn. Mà bên cạnh đó thì việc mà chúng ta di chuyển từ phòng khách sang các không gian còn lại thì cũng rất là dễ dàng và đẹp đúng không ạ? Đó, rồi. Đặc biệt hơn thì quý vị chúng ta sẽ nhìn tới khu vực trần của phòng khách nhé. Thì tại đây là chúng tôi sử dụng thiết kế là trần thạch cao và mang phong cách giật một cấp. Đó, và giật cấp này thì chúng tôi sử dụng giật kép cho quý vị, một giật cấp lớn và một giật cấp nhỏ bên trong. Và để tinh xảo hơn, đẹp hơn thì quý vị thấy rằng là chúng tôi sử dụng hai hệ đèn hắt bên trong, một là đèn xanh và bên ngoài là chúng tôi sử dụng đèn vàng. Đó, nó tạo điểm nhấn và độc đáo hơn dành cho không gian phòng khách của chúng ta. Kết hợp bên đó thì chúng tôi sử dụng rất là nhiều những cái hệ đèn âm chuẩn như này, rất đẹp đúng không ạ? Và chính giữa của khu vực phòng khách thì chúng tôi có sử dụng chính là một quạt trần rất là lớn, rất to như này. Và khi mà quý vị chúng ta sử dụng quạt trần ấy, thì tất cả các thành viên ngồi tại khu vực ghế này đó, đều có thể có được gió mát. Thay vì là chúng ta sử dụng những hệ quạt cây, quạt có gió như này thì rất là bất tiện đúng không ạ? Đặc biệt hơn là di chuyển thì chúng ta phải vướng bận. Đó. Và quý vị thấy rằng là
với một hệ bàn ghế bằng gỗ như này. Đó, tạo cái sự mộc mạc, đơn thuần, có gì đó rất là sang trọng, rất là đẳng cấp và rất là đắt tiền, đúng không ạ? Rất đẹp. Rồi, tiếp theo thì quý vị chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ nhá. Thì như mình thường nói đấy, phòng thờ sẽ được làm liên thông cùng với phòng khách. Và diện tích của không gian phòng thờ này đâu đó là 14m². Và quý vị thấy rằng là hệ thống nền ở phòng thờ này thì chúng tôi sử dụng gạch giả vân gỗ. Nhưng mà mặc dù là giả vân gỗ nha quý vị, mà khi mà mình thường đi như này này, cảm giác rất là giống gỗ. Đó, bên cạnh đó thì cũng ấm hơn rất nhiều so với nền ở bên phòng khách nha. Rất là hay, rất đẹp đúng không ạ? Và khi mà chúng ta sử dụng sự khác biệt như này này thì sẽ tạo nên một sự nghiêm trang, một cái dáng vẻ đẹp hơn và tạo điểm nhấn dành cho không gian phòng thờ. Ở kể cả khu vực mà ở chân tường phòng thờ nha quý vị, chúng tôi cũng ốp âm tường luôn. Đó, để trong quá trình khi mà chị nhà của anh Tú mình dọn dẹp thì cũng rất là tiện đúng không ạ? Chất đẹp. Đấy, và để phân biệt của phòng thờ này và phòng khách thì chúng tôi cũng sử dụng một hệ đá đen như này. Đó, đá rừng đen nha quý vị. Chất đẹp, rất tinh tế. Và thưa quý vị thân mến, đối với khu vực của phòng thờ thì chúng tôi ngoài việc là thiết kế đẹp ra thì vị trí đặt thì cũng rất là quan trọng, bởi vì là hướng bàn thờ thì chúng tôi cũng phải đo đạc về phong thủy này, độ tuổi của anh Tú, làm sao để mà nó tọa cát và hướng cát. Thứ nhất là phòng thờ khi mà có phong thủy tốt thì sẽ mang lại sự may mắn, hạnh phúc và mang lại cái sự nghiêm, gọi là cái sự nghiêm trang đó, rất đẹp. Rồi, đối với trần của khu vực phòng khách thì chúng tôi cũng thiết kế với hệ giật cấp nha quý vị. Và ở chính giữa thì chúng tôi có thiết kế một cái hệ bàn tròn như này. Và sau này thì chúng tôi cũng đang đặt một đèn chùm đó để làm trang trí ở khu vực phòng khách. Bên trong thì chúng tôi cũng sử dụng thiết kế với đèn hắt vàng này. Rồi là bên ngoài thì xung quanh chúng tôi sử dụng đèn âm trần. Đó, rất đẹp, rất độc đáo và rất tinh xảo đúng không ạ? Đó, tổng quan thì nó khiến cho từ khu vực phòng khách, phòng thờ của chúng ta trở nên rất đẹp. Rồi, tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với không gian của 4 phòng ngủ còn lại nhé. Tiếp theo nha, chúng ta sẽ đến với phòng khách đầu tiên nằm bên cạnh, phòng ngủ đầu tiên nằm bên cạnh phòng khách. Thì với phòng ngủ này thì anh Tú đang mong muốn chúng tôi thiết kế dành cho ông bà. Và diện tích của khuôn viên phòng ngủ này thì được chúng tôi thiết kế là 14m. Cũng khá là rộng đúng không ạ? Và như anh Tú có chia sẻ thì ông bà rất là thích cái sự rộng rãi, thoáng mát. Thì để đáp ứng lại nhu cầu của ông bà thì quý vị thấy không ạ? Một hệ cửa sổ rất lớn như thế này. Đó, với 1 này, 2, 3, 4 cánh. Wow. Và chất liệu thì như mình thường nói bên ngoài rồi là nhôm sinh pha và kính cường lực nha quý vị. Đó, thì khi mà chúng ta sử dụng như này vừa hiện đại vừa mang lại sự rộng rãi, bên cạnh đó là ánh sáng này và sự thông thoáng dành cho không gian. Bên cạnh đó thì bên này thì cũng có thêm một cửa sổ đơn này. Đó, để ông bà có thể đặt một bàn làm việc ở đó thì cũng rất thuận tiện trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Và tất cả từ hệ cửa sổ lớn này rồi là hệ cửa sổ đơn thì bên trong chúng tôi cũng đều thiết kế thêm rèm nha quý vị. Để khi mà ông bà sử dụng mà muốn có sự riêng tư thì chúng ta cũng có rèm để kéo xuống. Đấy. Và bên trong thì cũng đầy đủ tính năng thôi, bao gồm là một giường, một tủ. Đó, rất là rộng như này. Rất đẹp đúng không ạ? Vâng. Rồi, tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ đến với không gian của phòng vệ sinh nhé. Thì đây là phòng vệ sinh sẽ dành cho hai phòng ở bên hướng tay phải khi mà chúng ta đi vào phòng khách. Thì với phòng vệ sinh này thì đang được chúng tôi thiết kế diện tích là 4m², khá là rộng. Và bên trong thì đầy đủ tính năng, bao gồm là 18 nơi vệ sinh, bồn rửa mặt. Và quý vị thấy rằng là ở trong phòng vệ sinh này thì từ khu vực tường này, rồi là khu vực sàn thì chúng tôi cũng đều sử dụng gạch nhá. Đó, thứ nhất là tạo tính bền bỉ này, chống ẩm tốt này. Bên cạnh đó là trong quá trình mà sử dụng thì chúng ta lau chùi hoặc là sử dụng thì cũng chống trơn trượt rất là tốt. Và để giúp cho khu vực phòng vệ sinh của chúng ta thông thoáng và đầy đủ ánh sáng thì chúng tôi có lắp thêm một ô cửa kính đây. Đó, để phục vụ về độ thông thoáng nha quý vị. Rất đẹp. Rồi.
Đây là phòng ngủ thứ hai mà chúng tôi đang thiết kế dành cho vợ chồng anh Tú. Thì phòng này thì được thiết kế với diện tích là 11,5m nha quý vị, 11,5m. Và cũng tương tự đối với phòng ông bà. Đó thì chúng tôi cũng có một hệ cửa sổ rất lớn như thế này, một cửa sổ đơn như thế này. Đấy. Thì ở đây thì anh Tú có thể đặt thêm một tủ quần áo này, hoặc là một bàn làm việc ở đây, hoặc là bàn trang điểm chẳng hạn, dành cho chị nhà. Đó, rất là thuận tiện. Và quý vị thấy đúng không ạ? Ánh sáng này, rồi là độ thông thoáng vào phòng khi mà chúng ta sử dụng một hệ cửa sổ rất lớn như này, rất đẹp. Và cũng với đó thì cũng có hệ thống rèm để chúng ta có sự riêng tư dành cho vợ chồng anh Tú. Rồi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với không gian của hai phòng ngủ còn lại nhé. Vâng, và thưa quý vị thân mến thì đây là không gian phòng ngủ mà dành cho con của anh Tú. Hoạt trình đầu tiên nha quý vị thấy rằng là cũng sẽ giống với hai phòng ngủ còn lại thôi. Đó chính là sự thoáng mát này, ánh sáng đầy đủ đến từ hệ thống cửa sổ đây. Và cái thứ hai nữa là quý vị thấy rằng là việc mà chúng tôi bố trí từ công năng tủ quần áo, giường, rồi là tủ kệ ở đây rất là hợp lý đúng không ạ? Trong quá trình mà chúng ta di chuyển này, xung quanh giường này đều rất là hợp lý, rất là rộng rãi. Và với hệ thống phòng này thì đâu đó cũng diện tích là tầm 13m2. Đó, rất đẹp. Và ở trên thì chúng tôi cũng thiết kế thêm một hệ quạt trần để cháu ngủ thì cũng thoải mái và mát hơn rất nhiều. Đó. Và tất cả hệ cửa ở đây quý vị nhé, cửa ra vào của phòng ngủ thì chúng tôi đều sử dụng chính là cửa nhôm sinh va và kết hợp cùng với kính cường lực nha quý vị. Tất cả phòng đây luôn, nó rất bền, rất đẹp. Rồi, tiếp theo xin mời quý vị đến với phòng ngủ cuối cùng. Thì phòng ngủ này thì hiện tại thì anh chưa có dùng, anh chỉ đang muốn làm phòng kho thôi. Và diện tích đâu đó là tầm 12m2 nha quý vị, 12m. Đó. Và trong này thì chúng tôi thiết kế thêm một hệ ô cửa sổ đây. Bởi vì là phòng này thì nằm ngay cạnh phòng khách này, à phòng thờ này, và nằm ngay cạnh phòng bếp bên này. Cho nên là việc mà thiết kế hệ cửa sổ là không có. Thì chúng tôi cũng cố gắng là thiết kế thêm một hệ cửa sổ đơn đây để góp phần lấy ánh sáng cũng như là sự thông thoáng dành cho phòng này. Đó, rất đẹp. Rồi, xin mời quý vị sẽ đến với không gian phòng bếp, nơi mà các chị nội trợ mong chờ nhất đúng không ạ? Thì đối với không gian phòng bếp này thì được chúng tôi thiết kế với diện tích là 22m2. Khá là rộng. Và thưa quý vị thân mến thì nếu như quý vị theo dõi tất cả những công trình mà nhà đẹp Kaito chúng tôi thiết kế thì hệ thống bếp ở đây chúng tôi cũng đều rất là chăm chú và trau chuốt đúng không ạ? Và khi mà chúng tôi làm bếp thì cũng đều bám sát theo công trình đó, cũng như là diện tích của ngôi nhà. Và hệ thống bếp đây là chúng tôi sử dụng dạng chữ L nha quý vị. Đó, mặt nền là mặt đá nha quý vị. Đó, thứ nhất là khi mà chúng ta sử dụng mặt đá này thì việc mà chống ẩm này, rồi là lau chùi cũng rất là dễ dàng và thuận tiện. Và đặc biệt hơn thì khi mà chúng ta thiết kế theo dạng chữ L như này thì có thêm diện tích để sử dụng, cũng như là nhìn nó sẽ sang hơn rất nhiều đúng không ạ? Và việc mà đặt bếp đây nha quý vị, chúng tôi cũng tính toán về phong thủy này, đó là tọa hung và hướng cát để hợp phong thủy nhất dành cho ngôi nhà. Rồi, và ở ngay phía trên của phủ bếp này thì chúng tôi sử dụng nhựa nha. Đó. Và với nhựa cứng như này thì sẽ giúp cho cái việc mà lau chùi nhà thuận tiện hơn và dễ dàng hơn. Đấy, ngay ở khu vực của phòng nơi rửa chén bát này thì chúng tôi cũng có thiết kế thêm một ô thoáng, ô cửa sổ như này. Hệ thống dài. Đó, để giúp cho không khí đây chúng ta vừa thoát mùi này, cũng như là lấy thêm ánh sáng và được sự thông thoáng dành cho không gian phòng bếp. Đó, rất đẹp. Chất liệu thì giờ chúng tôi cũng đều sử dụng những chất liệu tiên tiến nhất thôi. Và chưa hết nha quý vị. Đây, quý vị đã thấy thay rằng là một hệ thống cửa vô cùng lớn như này. Đó. Đó, quý vị thấy không ạ? Đây, một hệ thống cửa. Và phải nói rằng là anh Tú là một người mà rất thích về sự thông thoáng và ánh sáng đầy đủ dành cho tất cả không gian ở trong nhà. Cho nên là tất cả nơi nào mà có thể lấy được ánh sáng thì anh Tú đều lắp một cái hệ cửa sổ rất lớn như này, cũng đều là hệ bốn cánh nha quý vị. Đó, rất đẹp, rất thông thoáng.
Và kể cả không gian bếp thôi thì chúng tôi cũng đều làm trau chuốt từ khu vực nền này, rồi là khu vực lát tường đấy, đều làm âm tường hết, để trong quá trình khi mà chị sử dụng, anh chị sử dụng và lau chùi cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Và đối với phòng bếp thì chúng tôi cũng thiết kế với giật cấp và giật cấp song song cho quý vị với hai ô chữ nhật như này, tạo điểm nhấn và cách tân hơn, cũng như là tạo sự riêng biệt đối với khu vực của phòng khách. Đấy, và chính giữa của phòng bếp thì chúng tôi cũng có thiết kế thêm một quạt trần này, để gia đình khi mà sử dụng thì chúng ta cũng có đầy đủ sự thoáng mát, đúng không ạ? Đấy, và như Minh Thưởng có nói rồi đúng không ạ, đây chính là nơi ra vào, ngoài việc là thuận tiện hơn thì cũng góp phần lấy sự thông thoáng. Và khi mà gia đình ngồi ăn đây thì chúng ta cũng có thể trông nhà luôn, đó, rất đẹp, rất thuận tiện đúng không ạ? Và ở chính giữa của ngôi nhà thì chúng tôi có thiết kế cho anh và tư vấn là sử dụng một hệ bàn chữ nhật đó, thì nó sẽ vuông và nó khuôn theo chiều của phòng bếp, để trong quá trình khi mà gia đình sử dụng thì sẽ dễ dàng, thoải mái hơn. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với phòng cuối cùng nha. Thì đây là phòng vệ sinh chung dành cho hai phòng nằm ở bên tay trái khi mà chúng ta tiến từ phòng khách vào. Đó, thì với phòng này thì đâu đó diện tích cũng là 4m2. Đó, thì cũng giống với phòng vệ sinh bên kia thôi. Chúng tôi cũng thiết kế đầy đủ từ nơi tắm này, vệ sinh, bồn rửa mặt. Và từ tường này, nền này, chúng tôi cũng đều sử dụng gạch nha quý vị, để tạo cái sự hiện đại. Bên cạnh đó là việc lau chùi, việc sử dụng của chúng ta vừa chống ẩm mốc mà cũng chống trơn trượt ở dưới nền nữa. Đấy, và chúng tôi cũng thiết kế thêm một ô thoáng ra bên ngoài để lấy sự thông thoáng cũng như ánh sáng dành cho phòng vệ sinh. Đó, rồi ở đây thì chúng tôi tận dụng diện tích còn lại ở trong nhà để làm nơi đặt máy giặt như này. Đó, tiết kiệm không gian. Và chúng tôi cũng thiết kế thêm một hệ ô cửa sổ đây quý vị nhé. Đấy, gió rất là mát luôn. Mùa hè thì đảm bảo rằng là tất cả nơi trong nhà đều có sự thoáng mát cũng như là ánh sáng đầy đủ. Và kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì Minh Thưởng đã giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà vườn một tầng mái nhật mà chúng tôi đã dành tặng tới anh Tú. Và nếu như quý vị cũng yêu thích về mẫu nhà này thì đừng quên ngần ngại hãy gọi tới số hotline 0844 878 666 để nhà đẹp Kaito chúng tôi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đang được ưa thích nhất và yêu thích nhất. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh và để lại ý kiến của quý vị ở ngay phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.